Đây nhìn từ khoảng sân anh chị, nhìn từ bên trên xuống á, thì cái khoảng sân mình rất là dài luôn nha anh chị. Đó, rất là dài thăm thẳm luôn. Và đường nhựa phía trước nhà ha, nhìn trực tiếp qua chính là khu công nghiệp Cầu Tràm nha anh chị. Đó, nhà mình thì ngay sau khu công nghiệp Cầu Tràm, rất nhà xưởng này kia đồ tùm lum tà la phía đây anh chị ha. Đó, đầy đủ công năng và khu tiện ích cho mình luôn nha anh chị ha. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ ha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ giới thiệu cho anh chị một cái siêu phẩm nha anh chị. Với diện tích bề ngang 5,5 m và bề dài 50 m nha anh chị. Vị trí ở đâu? Rất là gần với khu công nghiệp Cầu Tràm luôn anh chị. Và giá cực mềm, kỳ mềm luôn. Và đường xá thì như thế nào thì anh chị sẽ cùng Thành Vũ khám phá ngay bây giờ luôn. Và đường xá của căn nhà mình là mặt tiền đường nhựa luôn nha cô chú anh chị. Bên đây thì Thành Vũ có 2 căn nha anh chị ha, và gần khu công nghiệp Cầu Tràm nha. Đó, đây là phía sau của khu công nghiệp Cầu Tràm luôn đây anh chị. Đường nhựa thông suốt luôn nha anh chị. Một bên á, thì mình đi ra cổng khu công nghiệp Cầu Tràm, một bên á, thì mình đi về Ủy ban xã Phước Hậu nha cô chú anh chị ơi. Đó, và căn nhà mình thì có 2 căn nha, 2 căn máy hộp luôn. Đó, phía trước nhà mình á thì đã chừa ra cho mình một khoảng sân rồi. Nửa đường này sẽ mở rộng thêm nha. Thì mình chừa ra thêm một vài mét, mình đậu ô tô rồi mình lót gạch vỉa hè này kia hai bên nha cô chú anh chị. Đó, qua một khoảng sân cực kỳ dài luôn, dài khoảng 20 m anh chị. Nhà mình diện tích rộng nha, 5,5 m nhân cho 50 m nha, 49 m mấy anh chị, 50 đi. Rồi, đó, căn nhà máy hộp được thiết kế hiện đại và sang trọng cô chú anh chị luôn. Qua một khoảng sân này thì rộng hỡi ơi luôn á cô chú anh chị, rất là rộng luôn. Dài á thì dài khoảng 20 m rồi anh chị. Bên đây á thì sẽ làm những cái bồn cây cho mình nha anh chị ha. Bồn cây rồi đi led điện này kia đồ cho cô chú anh chị luôn. Và cái cổng nhà mình nè, cổng rộng nha. Và đã chừa sẵn vô trong rồi, cho nên là cô chú anh chị đậu xe ô tô thoải mái. Về đây mà tổ chức đám tiệc này kia đó chị, khỏi cần ra nhà hàng khách sạn luôn chị, rất là rộng luôn. Đó, rồi ở đây á, thì mình có một cái khung nữa nè, sẽ được cắt CNC nhét vô nha anh chị ha. Rồi, đây căn nhà mình đây được thiết kế theo kiểu hiện đại nha. Thì có 2 căn nha anh chị, cũng khá giống nhau nhưng mà sẽ khác cái loại gạch với nhau nha cô chú anh chị. Đó, rồi đây mặt dựng của căn nhà thì được thiết kế theo kiểu là mái hộp, và ở trên nó sẽ làm ốp những cái trần gỗ này kia nữa cho cô chú anh chị luôn nha anh chị ha. Đó, và khoảng sân của mình nhìn từ phía sau ra phía trước nha anh chị, dài thăm thẳm chiều trôi luôn anh chị. Đó, rất là rộng, rất là bự luôn ha, và đang trong quá trình hoàn thiện nha anh chị. Mặt dựng của căn nhà thì được ốp lát gạch bóng kính nha cô chú anh chị. Đó, mà ốp lát gạch bóng kính, và ở đây thì dùng hệ cửa kính 4 cánh, kính cường lực cho anh chị luôn ha. Đây, và chuẩn bị vô kính nha anh chị, được sơn màu sơn sinh pha cho anh chị. Rồi, ở trong đây thì không gian phòng khách nhà mình nha, hệ thống điện thì chưa đóng nha anh chị. Gian phòng khách của căn nhà mình đây anh chị, rất là rộng rãi luôn ha anh chị. Đó, ở dưới thì lót gạch 800 ha, trên trần la phong thạch cao, và hệ thống đèn điện thì đang chuẩn bị được đi nha anh chị ha. Ở đây mình có một cái lam nè, vách lam nè, sẽ ốp cái tủ gỗ ở đây nha anh chị. Đó, nhìn sẽ rất là đẹp. Và chỗ này thì lan can tay vịn kính cường lực cho anh chị, một cái cầu thang dọc bên hông nhà nha. Và được cái đồ tường cầu thang á được ốp loại gạch 3D rất là đẹp nha anh chị. Đó, phía trong đây thì không gian bếp đây anh chị, một cái bếp chữ Y nha anh chị. Đó, dài dọc dài như thế này rất là đẹp luôn. Đó, ở dưới thì tủ bếp dưới, tủ bếp trên sẽ hoàn thiện cho cô chú anh chị luôn, như những căn nhà khác nha. Trên thì trần la phong thạch cao nha anh chị ha. Rồi, không thể thiếu chính là không gian phòng ngủ ngay bên dưới tầng trệt nhà mình luôn. Và không gian phòng ngủ á rộng nha, vừa rộng có nhà vệ sinh bên trong cho anh chị luôn. Đây, không gian phòng ngủ đây anh chị, đang trong quá trình sơn sửa dặm phết nha anh chị. Đó, nhà vệ sinh bên trong có đầy đủ cho anh chị. Nhà vệ sinh thì cũng rất là rộng, được ốp lát gạch full tới trần rồi ha anh chị ha. Thiết bị vệ sinh thì tuần sau sẽ lắp nha anh chị. Rồi, mình còn thêm một cái khoảng sân sau nữa nha. Đây, một khoảng sân sau cũng rộng hỡi ơi luôn anh chị. Rất là rộng luôn. Có luôn cái nhà vệ sinh bên ngoài này cho anh chị luôn. Đây, một cái nhà vệ sinh bên ngoài cũng đầy đủ công năng, cũng ốp lát gạch bóng kính cho anh chị đầy đủ luôn ha. Đó, trên thì trần la phong thạch cao. Rồi, ngoài này thì mình có một cái khoảng sân nữa nè anh chị, rất là dài luôn, khoảng sân cực kỳ dài luôn anh chị. Nó cũng bằng phân nửa cái khoảng sân phía trước. Đó, khoảng sân này về á mình cải tạo, mình trồng cây sân vườn này kia đồ cũng rất là ok ha anh chị ha. Đó, nhìn thênh thang luôn. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ lên lầu để khám phá không gian trên lầu nhé. Không gian cầu thang lên anh chị. Đó, và đây là không gian phòng sinh hoạt chung nha. Hai bên thì có 2 cái lỗ giếng trời cho cái căn nhà mình nó trở nên sáng hơn nha anh chị ha. Rồi, có luôn một cái phòng ngủ ngay phía sau. Thì phòng ngủ này có luôn nhà vệ sinh bên trong luôn nha anh chị. Và có cửa sổ ra phía sau luôn. Nhà mình thì rất là gần khu công nghiệp luôn anh chị. Đó, cực kỳ gần luôn, sát bên luôn á. Đây, nhà vệ sinh đây, chuẩn bị hoàn thiện luôn nha anh chị ha. Đó, bồn cầu này kia đồ chuẩn bị lắp đặt. nước nóng lạnh đã âm sẵn cho mình rồi ha. Rồi gạch ốp lát chăn tường đầy đủ ha, full tới chặn luôn anh chị. Đó. Rồi, ngoài này nè anh chị thì mình còn thêm một cái căn phòng nữa nha. Đây, một căn phòng này thì có nhà vệ sinh bên trong luôn nha anh chị ha. Đó, có nhà vệ sinh bên trong cho cô chú anh chị luôn. Đây, nhà vệ sinh bên trong đây. Đó, rộng rãi thông thoáng không kém luôn nha anh chị. Trên trần la phong thạch cao, ốp lát gạch full tới trần luôn. Phòng này làm phòng thờ cũng được luôn anh chị, rất là rộng ha. Và nguyên cái ban công. Đây anh chị, một cái ban công nè anh chị, rất là rộng và thoải mái luôn. À, ban công này á khoảng 2 m anh chị, ra khoảng 2 m nha, gạch 800 m6 m8 nha anh chị. Đó, bên đây á thì mình làm một cái khung trên nè và lắp đèn này kia đỏ bên trên nha anh chị ha. Nhìn thật trực tiếp ra chính là khu công nghiệp Cầu Tràm nha. Bây giờ cô chú anh chị xem qua màn hình nha. Đây, nhìn từ khoảng sân nè anh chị, nhìn từ bên trên xuống á thì cái khoảng sân mình rất là dài luôn nha anh chị. Đó, rất là dài thăm thẳm luôn, và đường nhựa phía trước nhà ha. Nhìn trực tiếp qua chính là khu công nghiệp Cầu Tràm nha anh chị. Đó, nhà mình thì ngay sau khu công nghiệp Cầu Tràm, rất nhà xưởng này kia đồ tùm lum tà la phía đây nha anh chị ha. Đó, đầy đủ công năng và khu tiện ích cho mình luôn nha anh chị ha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nhé. Một căn nhà với diện tích là ngang 5,5 m nha anh chị, và dài là 50 m nha cô chú anh chị. Đó, mình có là 3 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh nha. Đó, tất cả là pháp lý sổ hồng riêng full hoàn toàn cho cô chú anh chị luôn. Và tường móng cột riêng nha, có khoảng sân trước bự, rất là bự luôn. Sân sau cũng có đầy đủ cho mình. Đó, diện tích thì thênh thang luôn, vị trí là gần khu công nghiệp Cầu Tràm nha anh chị. Đó, đường thì mặt tiền được nhựa, đường nhựa thông nha. Và giá căn nhà mình là 3,1 tỷ nha. Giá trên là giá full hoàn toàn, và còn thương lượng bất lọc cho cô chú anh chị nữa. Đó, giá cực kỳ mềm luôn nha chị. Anh chị chỉ cần trả trước khoảng là 1,1 tỷ thôi, phần còn lại ngân hàng cho anh chị vay luôn á anh chị. Đó, rất là ok. Rồi, anh chị nào quan tâm căn nhà này thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Vị trí thì gần khu công nghiệp Cầu Tràm, kế bên luôn, ngay sau lưng khu công nghiệp luôn anh chị. Đây nè anh chị, qua cái chỗ đường nhựa đó là tới cái chỗ khu công nghiệp rồi, rất là gần luôn ha. Đó, anh chị nào quan tâm thì gọi cho Thành Vũ nha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp. Hướng nhà là hướng Đông Nam nha anh chị, hướng Đông Nam cho cô chú anh chị quan tâm về hướng. Rồi, xin chào và chúc anh chị một cái Tết thật là ấm áp và tràn đầy sức khỏe nha.